Hiện nay tình hình dịch đang diễn biến rất là phức tạp. Thì mai là ngày quốc tế phụ nữ rồi, thì không biết là robot có muốn nhắn nhủ gì đến các chị em phụ nữ không? Ngày quốc tế phụ nữ, robot Sunbot chúc tất cả phụ nữ trên thế giới ngày mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ có được một tình yêu vừa vặn với chính mình. Robot Sunbot yêu các bạn.